Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 5 tháng 1 năm 2024. Hiện tại bây giờ em đã quay trở lại chùa Thanh Lương, hay còn gọi là chùa Lá, ở tại xã Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của những nhà hảo tâm ở tại Pháp và tại Mỹ sẽ gửi cho bên chùa Thanh Lương về những cái số tiền để cho bên chùa sẽ nhanh chóng hơn về cái công việc hoàn thành xây dựng chính điện. Thì ngày hôm nay em thay mặt chị Phượng Hồ ở tại bên Pháp có gửi về cho chùa là 5 triệu đồng. Thì đây cô chú anh chị có thể thấy. Còn ngoài ra thì em sẽ thay mặt gia đình của bác Trương Kiều ở tại Mỹ lại tiếp tục gửi hỗ trợ cho bên chùa là 300 đô. 300 đô Mỹ đây. Em chia làm hai cái để rõ ràng hơn trong cái việc mà gửi tấm lòng của nhà hảo tâm để cho sư cô vào buổi tối khi mà đọc kinh thì có thể là cầu an và đến với gia đình của tấm lòng của những nhà hảo tâm. Đó thì em ghi như thế này. Thì đây là tấm lòng của hai nhà hảo tâm muốn gửi đến cho sư cô chùa Thanh Lương hay còn gọi là chùa Lá một chút quà để cho ngôi chánh điện nhanh chóng được hoàn thành. Thì bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị cùng vào bên trong ngôi chùa Thanh Lương chung với em để tiến hành trao tấm lòng của nhà hảo tâm ha. Rồi bây giờ em mời cô chú anh chị nghe, để em đổi camera sau một cái. Dạ, như cô chú anh chị cũng được biết là chùa Thanh Lương vào cái khoảng thời gian cũng gần đây thì em có đến chùa để trao tấm lòng của cô Vân như là nhóm từ thiện cô ấy về những cái phần gạo đến với cho bà con khó khăn khu vực xung quanh đây. Thì sau khi mà những cái video mà quay về chùa Thanh Lương là trong cái việc cũng khó khăn trong vấn đề xây dựng thì cũng có nhiều nhà hảo tâm nhận gửi hỗ trợ cùng chung tay với sư bà cũng như sư cô để ngôi chánh điện là hoàn thành được phần nào thì mừng phần đó. Tại vì như cô chú anh chị cũng biết là để xây dựng mà trong cái thời điểm mà bây giờ là cát xây dựng ở Việt Nam bây giờ nó cực kỳ là cao luôn cô chú anh chị. Cát xây dựng hay cát đắp nền gì đó nó cũng cao dữ lắm luôn. Ngày trước á, thì lúc mà cát nó còn khoảng vài chục ngàn hoặc trăm mấy chục ngàn một khối á, thì lúc đó thì có thể nói xây dựng nó vẫn đỡ hơn, nhưng mà bây giờ cát nó tới 300 hoặc 400 mấy chục ngàn một khối rồi, thành ra nó tốn dữ lắm luôn cô chú anh chị. Con chào sư phụ. Dạ con chào sư bà. Trời ơi bữa nay là con lại gặp được sư bà nữa rồi. Dạ chào chị Hồng. Dạ mừng quá. Dạ bữa nay rồi sư bà không có ngủ hả? Ngủ. Dạ con xin phép con gắn cái micro cái. Dạ Dạ. rồi rồi con mời sư bà cho con xem chánh điện là một cái đi, sau Dạ. mấy ngày rồi mấy ngày không biết có sự thay đổi gì không sư bà. Đó, mấy ngày đổ được ở trên mái làm sao. Dạ mấy sao. Giờ bây giờ mấy chú Dạ sao rồi sư tô bà. vậy chảnh á. Dạ Tô, tô đựng sửa soạn lập ngói. dạ Sửa soạn lập ngói chứ chưa có ngói mới. Cái chú kia chú mới đem ngói kiểu lại, dạ là người ta tặng hay sao sư bà. ta đem lại cho mình là cái mẫu nữa cho mình À mua để mình mua đó hả. á. Dạ thì sư bà có biết là cái ngói đó thì bây giờ hiện tại là người ta bán nhiêu mét vuông không? Cái ngói đó nhiêu cô Hồng? Nhiêu cô Hồng? 300 mấy hả chị? Có hình không? Để đâu cho em xem với. Dạ. Dạ buổi trưa hiện tại là bây giờ là công nhân đang nghỉ hay sao sư Đang bà? nghỉ chưa? Dạ. Bữa nay thì cái số lượng người làm còn được bao nhiêu Người người sư bà? làm còn có 4-5 người gì hả? Còn có 4-5 người. Không, Từ mười mấy người xuống 7-8 người, bốn giờ còn có 4-5 người. năm Nghe người thấy thương. Dạ. làm cầm chừng hoài nhé. Dạ. Thì cũng mong là sao cho nó đừng có bị mưa đó, Dạ. dột xuống thì nó bị hư nữa. Nè, cái số lượng nói là Dạ đâu. một gói âm á là 380.000, 84.000. Không có, là 8.200 một viên. À tính theo viên. Ngói viên, còn cái gói gói dương á là 6.000, 6.000 Rồi tới mấy trăm triệu luôn 6.600. ha. Tới 500 mấy chục triệu nè. Thấy không, thấy rõ không Dạ chú? sao hay vậy chị. Thấy rõ Dạ chú? thấy rồi. Dạ tới 500 mấy chục triệu là 550 mấy triệu đó. quá trời à.
mà ngói này hình như cái giá 8.200 là con thấy hình như chắc ngói chắc cũng đẹp hay gì đó ha. Đây, ngói đây. Nha. Ngói dạ đây đâu? Đây, đây, đây. Ủa vậy có luôn ha. Có gì, ngói đang xuống chào ngói rồi đó. Dạ đâu ạ? À, ngói âm dương ha. Âm dương Bát Tràng. Bát Tràng. Là rẻ nhất trong ba loại ngói đó. Dạ là rẻ nhất rồi đó hả? Rẻ nhất là một loại ngói là rẻ nhất. Dạ. Mình xem thử. À. Thôi đặt chuẩn luôn. Dạ hôm bữa nay con không ăn rồi, tại con mới ăn rồi. Mới ăn rồi. Dạ hình hoa sen. Rồi bữa nay con cũng phải đi xa nữa. Dạ gọi sư bà dắt con vô xem phía sau nha. Hôm nay đi đâu xa nữa hả? Thường thường con nhớ là buổi trưa sư bà cũng hay nghỉ ngơi mà sao hôm nay chưa nghỉ gì chân vậy nè? Đâu có nghỉ đâu. Các này hôm bữa sư bà nói là mình bơm 400 mấy chục ngàn khói. Sư bà dạ 430 đó. 430 là cát xây ha sư bà? Cát xây. Dạ. À. Còn ngày trước cát đắp nền là sư bà mua bao nhiêu? Đắp nền là mua có 200 mấy. 200 mấy, nhưng mà do nó lên giá hay như nó, sao sư bà? Bây giờ nó không có cát đó nữa, giờ nó cát này cát miên không. À, là cát của Campuchia ha? Campuchia vậy. Dạ. À, vậy là mình chưa có dở mấy cái miếng... Chưa có dở. Dạ, miếng gỗ ra. Mới đổ bữa hổm cách đây có 10 ngày hay nhiêu. Nửa thường tháng. Thường là bao nhiêu ngày mình mới dở được sư bà? Nửa tháng mới dở. À nửa tháng. Dạ. Giờ vài ngày nữa cho nó cứng đó ha. Dạ. Dở rồi tô chả coi như đổ lò lõm xổm chỗ cao chỗ thấp á, giờ mấy chú còn tô lại. Dạ. Dạ. Rồi con hiểu rồi. Dạ. Rồi tô ở dưới nữa. Dạ. Thôi đi vô. Vô. Tới xả bữa cơm, dùng cơm cái hả giờ hả đi đâu đi. Bữa nay con mới ăn xong rồi. Dạ, mới ăn ngon, xong. Sư bà. Bữa nay đi con mình hả, không có cô bạn có đi. Dạ, có vợ con theo. Có vợ theo. Dạ. Sao không giờ vô? Con đang ngủ rồi. Ngủ à? Dạ. Ăn cơm, dọn cơm. Dạ thôi được rồi anh, cảm ơn anh, bữa nay em no rồi. Chứ em đói là em xin liền chứ dễ. Cái này á. Đi quen đâu. Rồi quen rồi bảy đuôi quen rồi không có thủa bậy quen dạ. Quen bị đòn dạ chào ngoại rồi chào chị gì đâu mà. Dạ. Sao gì đón đâu. Em ghé chùa hay ha. Ừ. Cho em cái ghế chứ cái ghế này cái ghế dạ sư sư dạ sư bà ngồi dạ. Thấy không phải gạo chạy nàng hai phải không dạ rồi làm cho mình đi nước không? Dạ. Rồi thì ngày hôm nay thì cũng chia sẻ sư bà. Ủa ta sư cô rồi sư bà. Nó cũng bệnh. Ờ dạ sư cô. Nó dạ. Bệnh. Sư cô bị gì rồi? Ho mà ói. Trời ơi ho mà ói nha hả? Ừ. Cảm ói. Nhìn thấy xanh xao rồi đó nghe. Ừ. Hôm thứ hai thì trò đau hết tôi cả mấy bữa trước. Dạ. Mới ủa, sư hết. Bà chưa hết nữa hả? Chưa hết nữa. Hôm bữa ghé tới giờ là chưa hết bệnh nữa hả? Chưa hết nữa. Dạ. Mong quát hoài cái bác sĩ lại chích thuốc mỗi dạ. Ngày. Ghé bữa giờ không biết đường tuần chưa? Dạ. Bữa con ghé chắc cả tuần rồi đó. Bữa 14 hả? Dạ. Okay. Nhưng bữa bữa 14 âm lịch đúng rồi. Bữa 14. Bữa nay nhiêu chứ bà? Nay 21 hả? Bữa nay 24. Dạ. 24 hơn tuần. Dạ rồi. Hôm nay là để con coi năm tay. Này như lịch cũ. Lịch cũ. Lịch năm trước. Dạ. Lịch năm nay là có thôi mà chưa có. Dạ. Rồi thì hôm nay thì chia sẻ sư bà luôn. Dạ. Bữa nay thì con đang suy nghĩ không biết là nếu mà gửi sư bà tiền đô thì sư bà với sư cô có phải mắc công chạy lên xe đét đổi không? Dạ, có mắc công. Dạ. Cũng phải đi đổi. Rồi. Dạ, chứ giờ đâu có để phòng hờ gì được ha. Dạ, mà phải sử dụng luôn. Dạ. Vậy thôi giờ con đưa cái này trước đi, hồi ra ngoài con đổi. Cho nó chắc. Tại vì cái này con cũng chưa đổi nữa. Vậy con mới nhận ngày hôm qua thôi. Rồi, dạ, cảm ơn chị. Rồi, hôm nay thì chia sẻ sư bà. Thì sau cái video lần trước thì cũng có những nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm tới sư bà. Thì phải nói là như vậy thì nó quá là mừng rồi. Quá mừng. Tại vì trong là có phước quý quá. Dạ. Cũng có mà Mạnh Thường Quân mà để tâm mà chiếu cố tới cái chùa Thanh Lương.
quá quá tốt rồi. Dạ. Cô mừng quá. Dạ. Mà không biết là mấy ngày gần Tết thì sư bà với sư cô còn làm cái bầu không? Mấy ngày ngưng á, mấy ngày bệnh. Hay có nghĩa là mình ngưng. Mình ngưng. Dạ. Ủa rồi nếu lỡ người ta đặt hàng tới ngày thì sao sư bà sư cô? Ta đặt nhiều người lắm. Dạ. Mướn chỗ khác. À, có nghĩa là người ta sẽ mướn chỗ khác. Vậy là chỗ khu vực này của mình là cái nghề đó là xưa giờ là người ta làm nhiều lắm sư bà. Dạ, anh ta làm nhiều. Dạ. Có nó mướn người ta có chục người vậy là mướn quấn bầu. Mà mấy cái bầu trồng cây đó con nghĩ là thời điểm này nó sát Tết quá thì nó có kịp nở bông không? Nó tới tháng giêng, thí dụ quấn cỡ này là qua giêng. Bán ớt, bán bầu quý rồi vậy đó. Còn cái nhận thọ là nó trễ rồi. Dạ đúng rồi. Nhận thọ là trễ rồi. Nhưng mà còn cái đợt gầm tháng giêng. Còn thu đủ rồi. Bầu quý, ớt rồi vậy đó. À dạ, vậy là coi như mấy cái đó là quanh năm rồi. Dạ. Rồi thì ngày hôm nay thì chia sẻ với sư bà. Thì con thay mặt nhà hảo tâm là chị Phượng Hồ ở bên Pháp. Dạ. Dạ. Ngày hôm nay thì chị ấy gửi đến cho sư bà là 5 triệu. Dạ. Thì đây, sau khi mà chị ấy cũng xem được những cái video mà sư bà gặp khó khăn trong vấn đề xây dựng. Thì nguyện vọng của chị Phương Hồ là mong muốn là gửi cho, cúng cho sư bà để sư bà đỡ phần vất vả âu lo về cái vấn đề mà xây dựng chánh điện. Dạ. Cũng ít nhưng mà lòng nhiều. Dạ. Trong cái thời điểm mà kinh tế làm ăn khó khăn như vậy thì tấm lòng nhà hảo tâm dù hảo tâm quý quá. Nhiều cũng quý hết trơn ha. Nhiều cũng quý. Dạ. Dạ. Vậy là sư bà bị ho. Rồi sư bà bị gì nữa sư bà? Cảm ho không? Cảm ho. Dạ. Rồi sư cô bị ói nha. Dạ. Bữa chích nó không bớt hả sư cô? Dạ. So ra là sư bà sư cô bệnh hơi lâu luôn á. Từ bữa con ghé trước là như sư bà sư cô trước bệnh trước vài ngày rồi. Dạ. Bệnh cảm hôm nay lâu hết sức mà nó cũng chưa hết. Dạ. Ủa rồi nãy giờ sư bà đi ra ngoài đó là sư bà nhịn gì sư bà? Ra ngoài đó đặng cái chú mà chú lãnh làm cái cửa sổ qua văn rồi đó. Dạ. Cái qua văn. Giờ chú nói chú lỗ, chú làm hợp đồng rồi hôm đó mà giờ chú nói chú mừng có ba cái gì chú nói lỗ giờ không mừng nữa. Cô năn nỉ nó thôi làm đi, rồi thêm chứ làm sao, thêm tiền. Chứ chú nói giờ chú lỗ rồi chú không mừng nữa giờ làm sao giờ. Dạ. Rồi bởi vậy bây giờ vấn đề mà khó khăn mình gần cũng sát giờ cũng sát sát Tết thì còn gì nữa. Dạ. Ra nhiều khi sư bà gặp nhiều cái nguồn người ta cũng cần chi tiêu đó. Cần chi tiêu. Nên người ta phải siết sư bà. Dạ. Nợ đòi tùm lum. Dạ. Chỗ nào cũng đòi. Dạ. Đòi Tết. Bởi vậy thấy sư bà âu lo lắm mà nhà hảo tâm thì cũng cố gắng hết cố khả năng gắng rồi đó. Hết khả năng. Có dạ đúng có lý do lo nhiều quá có chú Chí Nguyên á. Dạ. Chú gửi về 2,500 đô. 2,500 là được tới 70 mấy triệu ha. Dạ. 6 mấy triệu chứ ha. Sáu mấy triệu. Chưa đổi quá tính. Ôi, nếu mà chưa đổi thì quá tuyệt rồi. Dạ. Dạ thầy cũng có tiền đô luôn để cho sư bà đổi đừng mà trả tiền ngói. Mấy về chú mới gửi mấy nay. Dạ. Nói, thôi để năm 6 Dạ. Trời vậy là quá quý à. Anh Chí đó cô chú anh chị. Anh Chí Nguyễn là tiếp tục hỗ trợ cho ngôi chùa của mình. Dạ, chú nói giờ tiếp tiền ngói. Dạ. Tới đâu hay tới đó. Chú nói hãy chú có là chú gửi à. Dạ. Quá quý, hình như trước lúc đó là anh cũng có gửi cho sư bà sư cô nữa phải không? Cũng có gửi 23 triệu. 23 triệu là gần cũng cả ngàn đô. 23 triệu mấy, hàng ngàn đô đó. Dạ. Mà chú nói gửi tiền đó nó mất tiền, thay vì tiền đô nó tới 24 triệu mấy hay dạ, như đúng đó. Rồi. Thì chú gửi tiền đó thì nó có 23, chú gửi qua bên tài khoản á, thì nó ít hơn. Dạ đúng. Và chú mới nói thôi chú gửi qua bên ngân hàng á, để giao tiền đô á. Dạ. Rồi sư bà, sư cô, thường thường sư cô đổi ở trên xe đét là 100 đô được bao nhiêu? Cái lần gần nhất á? Thì có một có 2 triệu 3 mấy ha. Ủa sao thấp dữ vậy? Bây giờ hiện tại á nha. Hiện tại bây giờ là 2 triệu 4, 2 bữa trước con đổi 2 triệu 4, 56.
À dạ. Ừ. Trước rồi đó. À dạ. Nói lần trước không? Mười bảy mười tám đó là tiền Canada hả? Dạ. Ôi trời thấp dữ vậy nè. Ba. Ủa mà cô đổi với tiệm vàng nào vậy? Ba mấy. Kim Long. Ồ, vậy không được rồi, ở chỗ đó bán thấp lắm. Ở Sa Đéc á, tiệm vàng Sa Đéc thì con chưa đổi. Nhưng mà cô cứ lựa cái chỗ này tiệm vàng nào bự bự á. Người ta có đóng thế cũng sắn vô. Ừ. Dạ, là sư cô đổi có giá hơn. Tại còn, vì những cái tiệm vàng người ta đóng thế. Không? Ngân hàng có giá không? Dạ không, không, không. Không ngân hàng không bằng đâu. Nè giống như là hai bữa trước á, hình như hai ba bữa trước là con đổi là 2.456.000. Tiền đô lên, hôm bữa là có lần con đổi được 2.471.000. Mình có đồng đồng. Đó. Dạ. Thì nếu mà tại vì từ đây lên Sa Đéc, à đúng mà từ đây Sa Đéc gần hơn. Từ lên Sa Đéc thì khoảng 15 km thôi. Còn mà xuống Vĩnh Long con thì nó hơi xa hơn chút. Dạ. Xuống Vĩnh Long con là đổi rất là có giá, nó chỉ thua Sài Gòn 10.000 thôi. Dạ. Đó. Mà thành ra là so ra là số lượng mà đổi tầm vài ngàn á là nó trên lệch nhiều lắm đó, trên lệch vài trăm ngàn luôn á. Nếu mà sư cô mà sư bà mà mình đổi cái tiệm mà nó thâu thấp á là coi như sư bà sư cô là mất hết mấy trăm ngàn luôn á. Nếu mà 2.500 bình quân á là sư bà sư cô mất 600-700 ngàn là chuyện bình thường á. Nên nếu mà đổi được cái giá đó thì nó dễ. Dạ. Dạ rồi, thôi thì giờ con tiếp theo. Thì lần trước thì theo con nhớ không lầm thì gia đình của bác Trương hình như cũng có gửi cho sư bà phải không? Cái trong cái đợt lần trước á. Dạ, thì lần này thì gia đình của bác ấy lại tiếp tục gửi cho sư bà là 300. Dạ, thì con thì con chưa có đổi tiền Việt. Dạ, thành ra là thôi con đưa luôn thẳng tiền đô luôn cho sư bà. Dạ, này là 300, gia đình của bác Trương. Bác Trương ở Mỹ, dạ ở Mỹ giống vậy. Đó thì ngày hôm nay thì con mang theo tấm lòng của nhà hảo tâm ở Pháp và Mỹ như thế. Nhà Pháp và Mỹ. Dạ. Con ghi họ tên đó để cho sư bà. Dạ đúng rồi. Để cho sư bà, sư cô có thể đầu cầu bình an cho gia đạo của nhà hảo tâm. Cầu an. Dạ. Tại bình thường là mỗi buổi tối là khi mà mình tụng kinh là mình cũng có hai cầu hay sao sư bà? Dạ. Tối bữa nào cũng cầu an. Cầu an cho mấy cái người mà có ghi tên á, cầu an trước, còn không có thì cầu chung vô, cô cũng cầu hết trơn nha. Dạ. Dạ. Dạ, con hiểu rồi. Dạ. Cô cũng nguyện Hồng An Tâm Bảo gia hộ cho hai cái gia đình ở Pháp và ở Mỹ. Dạ. Chú Dương lúc nào cũng là thân tâm thường an lạc. Dạ. Làm công tác thật sự tốt. Dạ. Lúc nào cũng nghĩ tới ngôi chùa. Dạ. Chùa trong vùng sâu vùng xa cũng nghèo quá mà gián cấp cũng nhờ trong nước ngoài nước vậy đó, nhờ mấy chú người giúp đỡ rất là mừng. Dạ. Rất cảm ơn. Dạ. Mấy chú có tấm lòng tốt. Dạ. Để giúp đỡ ngôi chùa thì phước dữ lắm. Dạ. Dạ. Không có phước nào mà bằng cái phước mà cúng cất chùa. Dạ. Dạ. Tại vì cái chùa thì nhiều khi mà sau này mà mình không còn. Dạ. Mà ngôi chùa nó vẫn còn. Vẫn còn. Để cho hướng cho người ta. Dạ. Dạ. Mở rộng cái tâm đúng không ạ? Để làm việc ý nghĩa giúp cho người khác. Dạ. Dạ. Thì ngày hôm nay con đến đây thì con gửi tấm lòng của hai nhà hảo tâm như vậy. Thì chút xíu nữa thì cuối video thì con cũng sẽ một lần nữa quay về cái số tài khoản cũng như địa chí chùa và số điện thoại của sư bà để cho nhà hảo tâm nào ở xa có thể là hữu duyên và để gửi đến tận tay và nhanh hơn đến cho sư bà. Còn bây giờ thì con cũng rất rất là nhiều nhà hảo tâm gửi. Thành ra là con cũng tranh thủ con ghé con làm. Nên nhiều khi là nhà hảo tâm có gửi cho sư bà nhanh hơn nữa nhưng mà con cũng chưa đi liền. Thành ra cái muốn nhanh nhất thì quay về cái đó. Dạ, tuy nhiên nhà hảo tâm nào gửi cho con thì con cũng sẽ sắp xếp để con ghé thăm sư bà cũng như sư cô. Vậy ha. Chú lại là mừng quá. Dạ.
có thể có chú là có tiền. Dạ. Có, bao nhiêu cũng quý. Dạ, dạ, để có cũng... để có cái phần xây dựng cho sư bà sư cô. Dạ. Dạ. À cũng dạ 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 đúng rồi, tại vì thường thường á, những cái ngôi chùa mà thường ta xây dựng á, thường ta có khả năng dạ có khả năng thì nhiều khi mà nhà dạ đúng rồi, còn ngôi chùa của mình nó thường dạng nó hơi sâu xa một chút, thành ra cái người đi tới nó cũng ít dạ, mà thêm cái nữa mà do bất đắc dĩ thì mình mới làm là do là chùa nó cũng sập và nước ngập dạ đó phải, thành ra là con cũng biết là tâm tư nguyện vọng của sư bà cũng như sư cô là cũng dồn vô tâm huyết về cái ngôi chánh điện cũng nhanh chóng được hoàn thành. Thì phải nói sau một thời gian mà nhà hảo tâm vẫn còn quan tâm đến sư bà sư cô là coi như là quý dữ lắm rồi. Quý lắm dạ. Rồi có một khoảng thời gian vài tháng thì không ai gửi hết. Thành ra con đâu có ghé thăm sư bà sư cô được. Đó, thành ra là nhiều khi để sư bà sư cô cũng buồn, nhưng mà do phải có người gửi thì con mới tới được. Đó là như vậy. Thì cũng may mắn là ngày hôm nay được hai nhà hảo tâm gửi tiếp. Dạ. Thì được phần nào đỡ mừng phần đó. Sư bà sư cô ha. Dạ, mừng lắm. Dạ. 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 Ủa bà ngoại Tư đâu mà? Ngoại Tư mới đi về. Bây giờ đi đêm dỗ à. Dạ, dạ. Lần này chưa có duyên với ngoại Tư rồi. Dạ. Dạ rồi, thôi thì bây giờ con mời sư bà cùng ra ngoài cái bảng thông bạch ha. Dạ. Này con uống miếng, này uống cà phê nè cô chú anh chị. Dạ, uống cà phê. Sư bà mời cà phê cho tỉnh táo để làm việc không? Tỉnh táo. Nhà quay cái thông bạch. Cái thông bạch nó không chùi để bụi quá, bụi mờ luôn, mờ chữ luôn. Chú không ăn cơm. Bên ai con no. Chứ mà con đói thì con xin sư bà liền. Sư bà thấy con đâu có ngại ngùng gì đâu. Biết là còn có 4-5 người nữa. Nghe thấy thương quá trời. Nhưng mà phải nói là được như vậy là tỏ quý dữ lắm rồi. Quý lắm đó. Kể từ lúc đầu mình làm là lúc đó do sự cố là chùa nó sập thôi. Thành ra mình không... không có dự định. Dạ đó. Đó có mấy người thợ nằm ngủ. Thành ra cũng cố gắng làm. Bẹo ngói vậy đó. Vô bẹo vậy. Nó lấy cái đồ chùa lao cái này mà không lao được. Quá nó dơ quá. Mất chữ chưa. Cũng hên là chỗ này nó không có bị nắng nha sư bà. Thành ra là bản thông bạch của mình thì nó chỉ bị bụi thôi. Chứ mà có nhiều chỗ con thấy nó bị bay màu luôn á. Bay màu đúng. Dạ. Giờ một lần nữa thì em cũng tiếp tục chia sẻ với cô chú anh chị ha. Về số tài khoản, số điện thoại cũng như địa chỉ chùa. Để cô chú anh chị nào mà ở xa mà có mong muốn, có nguyện vọng giúp cho chùa Thanh Lương, hay còn gọi là chùa Lá ở Châu Thành, Đồng Tháp, để ngôi chính điện nhanh chóng được hoàn thành, thì có thể là gửi qua cái số tài khoản của sư bà là Trần Ngọc Cư. Sư bà xài ngân hàng Sacombank ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Đây là số điện thoại ở trên và số tài khoản ở dưới. Thì cô chú anh chị nào mà có hữu duyên mong muốn giúp cho sư bà để cùng chung tay sư bà ngôi chính điện hoàn thành sớm nhất theo khả năng. Một vài viên gạch, một vài bao xi măng thì sư bà cũng rất là chân quý từ tấm lòng của nhà hảo tâm. Thì cô chú anh chị đợi em cái, em đổ camera rồi em chào cô chú anh chị ha. Dạ, một lần nữa thì chân thành cảm ơn tấm lòng của chị Phượng Hồ. Dạ, cái trong tờ giấy con ghi thiếu dấu nặng nha. Dạ, thành ra là sư bà nhớ giùm con là chị Phượng. Dạ, chị Phượng Hồ ở Pháp. Và gia đình của bác Trương Kiều ở tại Mỹ và đã gửi đến cho sư bà về cái phần quà trong ngày hôm nay để cho sư bà đỡ vất vả trong cái việc xây dựng chánh điện trong khoảng thời gian sắp tới.
Củ ít nhưng mà lòng nhiều. Lòng nhiều. Thì hy vọng là ngôi chính điện của sư ba sẽ được sự quan tâm của nhiều nhà hảo tâm ở ngoài nước cũng như là trong nước để tiếp tục cùng chung tay với sư ba xây dựng một cái nơi thờ tự để hướng con người theo hướng thiện, tự sửa đổi bản thân của mình. Và nhất là quan trọng nhất là giúp cho sư bà có thể là ăn ngon ngủ yên nha. Dạ, một lần nữa thì chân thành cảm ơn tấm lòng nhà hảo tâm, cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc sư bà sẽ có thêm nhiều sự hỗ trợ từ những nhà hảo tâm nữa nha. Dạ, hẹn gặp lại sư bà vào video tiếp theo. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp cô chú anh chị vào video gần nhất. Chào tạm biệt cô chú và anh chị. Dạ, tạm biệt sư bà nha. Một dạ. Một